tay trống quá trời ơi. Ai biểu đi chui vô cạn chi? Đây đi được nè ta ơi. Đi bên đây được nè ta ơi. Nè. Đi đây được mà ta. Đi đây được mà ta. Con thích chui vô đó, mẹ cho trong đó luôn. Nè, em. Em ơi. Em. Nè mà. Chuột mà, chui vô thì phải tìm đường chui ra đi chứ. Bên đây nè con. Cái gì? Ừ. Tại sao không tự tìm đường đi ra? Chui vô được thì chui ra được chứ. Nè, đi lại đây nè con. Đi lại đây. Đi đây nè. Đi qua đây. Đi qua đây nè. Rồi sao đi sao ra được. Khóa kệ sách của mẹ một hồi là có đứa ăn đòn đó. Mai mốt không có chui vô kẹt nữa nha không? Tự nhiên chui vô rổ đứng làm chi vậy? Có gì vui? Dép con đâu? Nam. Sao mày nói nhiêu lần rồi ra ngoài phải mang vé dép vô mà không mang gì trời nè. Ba thả ra đi, cho đi ra ngoài đi rồi đóng cửa lại nhốt nó ngoài luôn. Nó mà sợ. Thì thả nó đi đi. Đó, đi đi. Đóng cửa lại. Bye bye nha. Ba đi vô. Má ơi xe ta chạy ra đi vô mà đi vô. Đừng dịp đi chơi luôn ha.